giữ cái môi này nó đụng chút nha, bốn chậm hoặc chậm. Mấy đứa rồi chị? Dạ một bạn này. Là kiếm thêm bạn nữa không? Không, chưa có, chưa có nhu cầu. Này học lớp 1 hả chị? Học lớp lá. Lá hả? À, mới 4 tuổi rồi. 5 tuổi. Năm lớp 1. Giờ chị mọc đang sớm, mới 5 tháng rồi chị đã mọc rồi. Giờ bắt đầu thay lần lần. Giờ cái đó xong rồi tới cái kế bên đó. Xong rồi mới ở trên. Đúng rồi, hai dưới rồi tới hai trên. Rồi xong hai cái hai bên dưới. Hai cái hai bên trên. Ngồi lý thuyết không? Để xúc miệng. Con ngồi vậy. Cầm miệng dưới nè. Xúc miệng cho sạch em. Cái đó thuốc tê hả? Đã xíu về nhà có đau không mà? Mình lấy ra ăn rồi là nó còn nữa. Sao để làm xuống chỗ nào bị nhà thì nó lấy tay về. Tao cứ gấp ra xong. Có thể mở chim lên. Có thể mở chim. Nó kêu mà chi, nó kêu mà chi. Nó thay thế. Con nó bị gì rồi? Nó con bự. Xong rồi nha, để giỏi quá. Rồi tay bán. Cắn rồi, cắn rồi, con cắn rồi. Cắn rồi. Rồi, cái răng trên nó hơi bị đục men.